Và những người bạn. Xin lỗi Julia kìa, xem cô ấy có gì nào. Một bình hoa thật đẹp. Chúng đẹp quá phải không? Tớ nghĩ là chúng thơm lắm đấy. Patrick đến kìa. Đúng rồi Patrick, cậu tha hồ ngửi mùi thơm của những bông hoa. Chúng thật thơm phải không, Patrick? Ôi trời ơi, một cái hắt xì làm lộn xộn hết rồi. Tội nghiệp Patrick. Ôi, một cái chân bàn bị gãy rồi. Julia đang quay lại. Hy vọng cô ấy sẽ không buồn về cái bàn gãy. Patrick, cậu đi đâu đó? Ôi, tớ đoán là Patrick sợ Julia sẽ nổi giận với cậu ấy. Wade đang chơi bóng cùng Ivan và Sam. Hay lắm. Cậu có sao không Ivan? Này Patrick, đừng bỏ chạy. Cậu phải nói xin lỗi Ivan chứ. Bobby đang làm gì thế nhỉ? Ồ không, tai nạn thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bobby nói xin lỗi Mimi. Bobby không cố ý làm như thế. Bobby cũng xin lỗi Patrick. Patrick, cậu nên học điều này từ Bobby đấy. Bobby đã nói xin lỗi, có phải cậu cũng nên nói điều đó với Ivan và Julia không? Nhìn kìa, cái chân bàn. Cậu tìm được rồi, cậu đi đâu thế? Có phải đến xin lỗi Ivan và Julia không? Patrick, Ivan kìa. Xin lỗi Ivan. Chúng mình vẫn là bạn nhé. Xin lỗi Julia. Patrick đã xin lỗi Julia. Không những thế, cậu ấy còn sửa lại cái bàn cho Julia. Cậu đi đâu đấy Patrick? Wow, cậu ấy hái một ít bông hoa cho Julia. Hôm nay, Patrick chắc chắn đã học được một điều thật quan trọng. Nói xin lỗi không quá khó phải không nào? Các bạn đồng ý với tớ chứ?